Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại Toyota Thăng Long, tại địa chỉ 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Và ngày hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn một chiếc xe rất rẻ. Còn vì sao tôi nói nó rẻ, lát nữa các bạn sẽ biết. Trước mặt chúng ta đây chính là chiếc Toyota Yaris. Đây là một mẫu xe mới nhất, form xe 2019 và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hiện tại chiếc xe này đang được chúng tôi niêm yết ở mức giá bán là 650 triệu trên toàn quốc. Tuy nhiên, với chiếc xe trước mắt chúng ta đây, tôi sẽ chỉ bán ra với giá 600 triệu thôi. Tại vì sao? Như các bạn đang thấy, đây là một chiếc xe được sản xuất 2018 tại Thái Lan và nó thông quan vào 2019. Tuy nhiên, theo nguyên tắc thì đây vẫn là một chiếc xe sản xuất đời 2018. Và do đó, các bạn có thể coi như mẫu xe này, nếu chúng ta mua, chúng ta đang mất một năm sản xuất của xe. Tuy vậy thì điều này sẽ không ảnh hưởng đến các bạn sử dụng xe, đặc biệt là những người sử dụng xe cho gia đình. Bởi vì niên hạn của xe con là không có quy định. Trong khi đó, với mẫu xe này, các bạn sẽ tiết kiệm được 50 triệu so với những chiếc xe hiện tại. Một chiếc Yaris 2019, hiện tại chúng tôi đang niêm yết là 650 triệu. Tuy nhiên mẫu xe này chúng tôi sẽ bán ra chỉ với 600 triệu thôi. Và các bạn lưu ý, đây là một chiếc xe mới hoàn toàn 100%, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và sẽ vào tên chính chủ cho khách hàng mua sử dụng. Nó như một mẫu xe mới, chỉ có cái khác là đời sản xuất là 2018. Mẫu xe này cũng sẽ được hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Và chúng tôi có bán trên tất cả các tỉnh thành các bạn nhé. Mọi thông tin chi tiết về chiếc xe Yaris màu cam này, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi theo số máy 0971054858. Tôi là Nghĩa, quản lý bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Thăng Long. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.